Dạ, thưa bác sĩ, tại sao bệnh tiểu đường lại gây ra tình trạng bị loét màng chân ạ? Xin chào quý khán giả, mình là bác sĩ Song Hà, hiện là giảng viên của trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bệnh tiểu đường hiện là một trong những cái gánh nặng của xã hội, cứ khoảng 10 người lớn thì có một người bị bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường thường sẽ gây ra một số cái biến chứng, trong đó cái hệ lụy mà quan trọng nhất đó là cái loét màng chân và có thể dẫn đến là thoái phục chi. Tại sao lại có chuyện này? Trong bệnh lý tiểu đường thường những cái hệ thống thần kinh và mạch máu ngoại biên sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Do đó mà khi người bị tiểu đường nếu không được control trong việc điều trị cái mức đường trong cơ thể thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh cũng như mạch máu của bàn chân, dẫn đến là cái bàn chân nó không còn cái cảm giác. Do đó khi mà bị va đập hoặc là bị vết thương, cái người bị tiểu đường họ sẽ không nhận ra, và những cái vết thương đó nếu không được nuôi dưỡng lại bằng những cái mạch máu mạnh khỏe thì sẽ tiếp tục bị loét, dẫn đến cái tình trạng là loét ở bàn chân tiểu đường khó lành. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể phòng ngừa được những biến chứng mà tôi vừa nói? Đối với bàn chân ở những người mắc bệnh tiểu đường thì thường chúng ta sẽ phải kiểm tra hàng ngày. Nếu có những cái vết xước hoặc là vết loét nhỏ hoặc là những vấn đề về cảm giác thì các bạn nên đến khám với bác sĩ chuyên khoa về tiểu đường. Trường hợp 2, nếu các bạn thấy da bàn chân của mình bị khô, mà thường cái triệu chứng này rất hay gặp thì mình nên giữ ẩm nó bằng các loại lotion mà không gây dị ứng cho bàn chân. Trường hợp 3, nếu các bạn thấy ở bàn chân của mình có những cái vết chai nhỏ thì có thể sử dụng đá bọt để làm mềm cái vết chai đó, và đặc biệt là đừng có tôi thấy rất là nhiều trường hợp các cái vết chai đó và nó làm tổn thương sâu đến cái vùng da. Trường hợp thứ tư, không nên đi chân không, cả trong nhà lẫn bên ngoài. Như vậy chúng ta sẽ phải đi dép, và dép như thế nào, các loại giày dép, nói chung là kính để bảo vệ cái bàn chân của mình. Sử dụng miếng lót giày y khoa hoặc là giày dép sức khỏe rất là hiệu quả trong việc bảo vệ bàn chân của người tiểu đường khỏi những cái biến dạng cũng như là những cái vết loét khó lành. Chân tay của bác sĩ là một trong những cái miếng lót giày y khoa dành cho bệnh nhân bị tiểu đường, được tích hợp công nghệ chỉnh hình và cấu trúc mô bòn tự nhiên của bàn chân, giúp phân bổ áp lực đồng đều, hấp thu lực tác động và tùy chỉnh cá nhân hóa bàn chân của mỗi người. Việc này giúp bảo vệ bàn chân tránh những cái vết loét tiềm ẩn. Chọn giày dép sức khỏe A-Check có tích hợp sẵn đế chỉnh hình y khoa giúp giảm được tì đè, bên ngoài có cấu trúc chắc chắn giúp di chuyển ổn định, độ ẩm tốt. Bên trong lòng giày được phủ các vật liệu mềm mại và an toàn. Giày dép sức khỏe này đều đạt chứng nhận y khoa APMA của Mỹ và được bác sĩ trên thế giới đánh giá tốt cho sức khỏe bàn chân. Tại Việt Nam, các bạn có thể đến với step.vn. Tại đây họ có trang bị một cái loại máy đo chân 3D hiện đại của Mỹ. Họ sẽ cung cấp cái biểu đồ áp lực bàn chân của bạn, và như vậy bạn có thể hiểu được cái cấu trúc bàn chân của mình và có thể lựa chọn được các loại lót giày y khoa cũng như là giày dép chỉnh hình phù hợp với bàn chân của mình. Không chỉ hỗ trợ phòng ngừa loét bàn chân ở người tiểu đường, giày dép sức khỏe tại Step còn giảm các triệu chứng đau ở bàn chân như đau đầu gối, đau gót chân, lòng bàn chân, hông, lưng, mang lại lợi ích rõ ràng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm thiểu các chi phí điều trị y tế. Các bạn lưu ý, bàn chân của người tiểu đường một khi đã bị loét thì việc điều trị và chăm sóc là cực kỳ khó. Vì vậy nên tuân thủ các điều trị của bác sĩ, nâng cao cái ý thức chăm sóc bàn chân của mình trong cái quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại ở những cái